Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 17 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump ngạc nhiên vì CNN bị sang chấn tinh thần bởi ông. Tướng Mỹ bình luận về lý do Ukraine chưa mở cuộc phản công quy mô lớn. Quan chức Mỹ nói tổ hợp Patriots ở Ukraine có thể đã hư hại. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chương trình tòa thị chính của CNN vào ngày 10 tháng 5 phỏng vấn cựu tổng thống Donald Trump được nhiều khán giả yêu thích và là điểm sáng cho xếp hạng lượt xem của CNN trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc này lại dẫn đến sự bất mãn từ nhân viên của CNN và các kênh truyền thông khác. Họ cho rằng việc mời tổng thống Trump là một thảm họa. Về phía tổng thống Trump, vào ngày 15 tháng 5 cũng đã lên tiếng nói rằng ông rất ngạc nhiên khi chương trình này gây ra sự chỉ trích từ các nhà lập pháp và giới truyền thông khiến cnn bị sang chấn tinh thần trả lời phỏng vấn của the messenger tổng thống trump nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi mà thấy họ bị sang chấn bởi những gì đã diễn ra họ thực sự bị tổn thương tuy nhiên hậu quả này cũng là do bởi chính họ tạo ra dẫn lời tổng thống trump lẽ ra họ phải nói là chúng tôi đã có một đêm xếp hạng khủng một trong những đêm có tỷ lệ người xem tốt nhất trong những năm qua, rất nhiều năm qua. Vào tối ngày 10 tháng 5, cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và người dẫn chương trình Kathleen Collins, cựu phóng viên trưởng Tòa Bạch Ốc của CNN, đã thu hút 3,3 triệu khán giả, lập kỷ lục mới về tỷ lệ xem của CNN lúc 8 giờ tối thứ Tư. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, mọi người đều cho rằng sự xuất hiện của ông ở chương trình Tòa Thị Chính là một chiến thắng, đồng thời nhắc lại rằng Ông ngạc nhiên khi mà CNN đã không quảng bá đó là đem được xếp hạng có tỷ lệ người xem cao nhất. Tôi chưa bao giờ có niềm tin vào thành công lớn như bây giờ. Tất cả mọi người từ cánh tả cấp tiến, những người theo chủ nghĩa phát xích, những người theo chủ nghĩa mát, những người theo chủ nghĩa độc tài Trung Quốc và những người bình thường đều nói rằng đây là một thắng lợi triệt để của ông Trump. Nhưng ông Trump nói nhưng CNN đã chịu đả kích lớn. Tôi ngạc nhiên vì điều này. Họ không nói rằng họ đã có một đêm rating vô cùng tốt, thực sự làm tôi ngạc nhiên. Ông David Zatlap, giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, đã nói với CNBC vào tuần trước về lý do CNN mời ông Trump tham gia sự kiện tòa thị chính. Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông ấy cần phải xuất hiện trên mạng lưới truyền hình của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi ông ấy có thể xuất hiện tại đó. Thành viên đảng Cộng hòa đang lên sóng trên CNN và đảng viên Dân chủ đang lên sóng trên CNN. Mọi tiếng nói nên được lắng nghe trên CNN. Giám đốc điều hành của CNN, ông Chris Lice, đã đưa ra nhận xét vào sáng thứ Năm rằng sự kiện này là để phục vụ Hoa Kỳ. Ông nói, bạn không cần phải thích câu trả lời của Tổng thống Trump, nhưng bạn không thể nói rằng chúng tôi không có nó. Mặc dù tất cả chúng ta có thể không thoải mái khi nghe mọi người vỗ tay, nhưng đó cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, bởi vì những khán giả đó đại diện cho một phần lớn của nước Mỹ. Sai lầm mà giới truyền thông mắc phải trong quá khứ là phớt lờ đi sự tồn tại của họ. Ông Chris Light cho biết, ông muốn định vị lại CNN ở vị trí trung lập. Và cuối cùng thì Tổng thống Trump đã nói rằng nhiều người đã thay đổi suy nghĩ sau khi xem chương trình đó. Mọi người chỉ trích CNN vì đã tạo cho tôi một diễn đàn để nói lên sự thật. Tôi tin rằng đã làm một điều rất thông minh. Đã lâu rồi họ không có được tỷ lệ người xem siêu cao như vậy. Tướng Mỹ bình luận về lý do Ukraine chưa mở cuộc phản công quy mô lớn. Thưa quý vị, một vị trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng các lực lượng Ukraine chưa phát động một cuộc phản công do sự phức tạp của chiến dịch và rủi ro cao. Theo nhận định của cựu trung tướng Mark Hustin, từng chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 1 tại Iraq và sau đó là chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, nói với tờ The Washington Post vào ngày 15 tháng 5, cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ diễn ra, sau nhiều tháng rộ lên thông tin gần như hàng ngày về cuộc tấn công này, nhưng bao giờ diễn ra cuộc tấn công này thì không thể nói trước được khi các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức rất phức tạp. Thưa quý vị, theo như ông Horstlin, trong vài tháng qua, quân đội của Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc phản công quy mô lớn. Các chỉ huy của quân đội Ukraine đã nghiên cứu tình hình, chuẩn bị lực lượng. Nhưng điều khó khăn nhất mà họ cần làm trong suốt thời gian này là tạo ra sức mạnh chiến đấu cần thiết cho cuộc tấn công. Cụ thể, quân đội của Ukraine cần đồng bộ hóa việc huy động đang diễn ra với các đối tác, những nước đang huấn luyện và trang bị cho lực lượng Ukraine ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Sau đó, họ cần điều phối việc đưa các lực lượng đó trở lại Ukraine, và tiếp theo là triển khai đến các địa điểm có lợi thế để có thể tạo ra bước đột phá cho một cuộc tấn công. Ông Horslin nêu rõ, các hoạt động tấn công đòi hỏi nhiều lực lượng và nguồn năng lực hơn, khả năng cơ động tốt hơn, độ chính xác cao hơn, cũng như là các tuyến tiếp tế tốt hơn và đáng tin cậy hơn. Quân đội của Ukraine chưa bao giờ trải qua điều này ở quy mô như vậy. Theo vị tướng trên, các cuộc phản công chứa đựng nhiều rủi ro lớn, bởi vì vào thời điểm này, khi các binh sĩ Ukraine được lệnh tấn công các lực lượng Nga, vốn đã củng cố tuyến phòng thủ trong nhiều tháng, họ sẽ không có đường lùi. Ông Huslin cho rằng, trong bối cảnh Ukraine là một đất nước rộng lớn, đây sẽ là một thách thức nghiêm trọng, ngay cả đối với những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ và nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất. Tóm lại thì tướng Hustlin nhận định cuộc phản công sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Đó sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với các đơn vị mới được tích hợp của Ukraine. Nó sẽ dẫn đến nhiều thương vong cho cả hai bên. Do đó, thì Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ cần chuẩn bị cho những hậu quả xảy ra sau cuộc phản công. Thường dân sẽ cần hỗ trợ nhân đạo, cơ sở hạ tầng bị phá hủy cần xây dựng lại. Các hoạt động ra phá, bom mình, quy mô lớn cũng là cần thiết. Ngân hàng Thế giới gần đây đã ước tính chi phí tái thiết hiện tại cho Ukraine vào khoảng 400 tỷ đô la, nhưng con số cuối cùng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Trong chuyến thăm Anh mới đây, Tổng thống Zelensky cũng nói rằng Kiev cần thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công. Trước đó, ông Zelensky từng giải thích rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công ngay bây giờ nhưng Kiev sẽ tổ thức rất nhiều người. Quan chức Mỹ nói rằng tổ hợp Patriots ở Ukraine có thể đã hư hại. Kính thưa quý vị, Bộ quan chức Mỹ cho biết rằng tổ hợp Patriots ở Ukraine có thể đã hư hại, nhưng không bị phá hủy sau đợt tập kết tên lửa của Nga vào Kiev. Mỹ đang đánh giá mức độ hư hại của tổ hợp phòng không Patriots. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói vào ngày 16 tháng 5. Việc này sẽ quyết định lực lượng Ukraine cần xuất hoàn toàn hay có thể sửa chữa tổ hợp ngay tại trận địa. Quan chức trên bình luận vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow đã sử dụng tên lửa siêu vực âm Kinzhal phá hủy trận địa tên lửa phòng không Patriot tại Kiev trong cuộc tập kích sáng sáng cùng ngày. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công. Một quan chức Mỹ khác cũng cho biết, tên lửa Nga có thể đã đánh trúng một thành phần trong tổ hợp Patriot, Hệ thống gồm 6 thành phần chính gồm radar, bệ phóng, anten, đài chỉ huy, trạm phát điện và tên lửa đánh chặn giúp phóng tên lửa chính xác đến mục tiêu. Nếu một thành phần bị hư hại nghiêm trọng, Ukraine sẽ buộc phải rút hệ thống và chuyển ra nước ngoài sửa chữa. Các quan chức của Mỹ cho rằng, Nga đã thu được tín hiệu phát ra từ hệ thống Patriot, sau đó sử dụng tên lửa Kizil để tập kích, khác với những hệ thống phòng không tầm ngắn mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Patriots có tính cơ động kém hơn, khẩu đội lớn hơn, cho phép lực lượng Nga có thời gian ngắm mục tiêu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby không thể xác nhận thông tin hệ thống Patriots bị hư hại, nhưng nói thêm rằng vũ khí do Mỹ cung cấp thường xuyên bị tủ thất hoặc hao mòn trong giao tranh. Ông Kirby trả lời báo giới vào ngày 16 tháng 5, nếu hệ thống Patriots cần phải sửa chữa ngoài Ukraine, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Nga thông báo phá hủy tổ hợp Patriot mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Nếu được xác thực, đây sẽ là tổn thất rất lớn với lưới phòng không Ukraine, bởi Patriot từng là kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời nước này. Ukraine vào hồi tháng 4 tiếp nhận hai tổ hợp Patriot, tổ hợp còn lại do Đức và Hà Lan cùng cung cấp. Đại tướng Valery Zaluzhny, tư lệnh quân đội Ukraine trước đó cho hay, Nga đã phóng 6 tên lửa siêu vực âm Kizo từ tiêm kích Mi-31K, 9 tên lửa hành trình Kalips từ chiến hạm ở Biển Đen, 3 tên lửa đạn đạo Iskander, 6 UAV Shahed 136-131 cùng với 3 UAV trinh sát cấp chiến thuật và chiến dịch trong đợt tập kích Kiev trong rạng sáng ngày 16 tháng 5. Quân đội của Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 18 tên lửa Nga, trong đó có 6 quả đạn siêu vực âm Kizo Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với RIA Novosti, Nga không phóng nhiều tên lửa Kinzhal như số lượng mà Ukraine tuyên bố đã bắn hạ. Nga gần đây tăng cường tập kích bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev cùng nhiều địa phương khác. Lưới phòng không tại Kiev đang được củng cố đáng kể nhờ các tổ hợp hiện đại của phương Tây. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống Patriot giúp cho Ukraine bảo vệ các mục tiêu trọng yếu bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất